Kính chào quý phụ huynh và kem học sinh lớp 2 thân mến. Hôm nay, cô và kem sẽ cùng nhau chữa quyển luyện từ và câu lớp 2 trong bộ túi chọn bộ tiếng Việt theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn kem thực hiện các câu hỏi và bài tập về dấu câu. Trước khi thực hiện các bài tập thì kem sẽ lưu ý các kiến thức. Đầu tiên đó là dấu chấm, dùng để kết thúc câu kể. Thứ hai là dấu chấm hỏi, dùng để kết thúc câu hỏi. Thứ ba, dấu chấm than, dùng ở cuối câu bộc lộ cảm xúc. Thứ tư, dấu phẩy, dùng để ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Vậy thì dựa vào phần kiến thức trọng tâm này, cô và kem sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới như sau. Câu 1, em hãy tô màu vào dấu câu được dùng để kết thúc câu kể. Đáp án thứ nhất, dấu chấm. Đáp án thứ hai, dấu chấm hỏi. Đáp án thứ ba, dấu chấm than. Và đáp án thứ tư, dấu phẩy. Với câu hỏi số 1, dựa vào kiến thức mà các em đã học về dấu câu và kiểu câu là câu kể, thì các em sẽ thấy rằng dấu câu để kết thúc câu kể đó chính là dấu chấm. Vậy các em sẽ sử dụng bút màu để tô màu vào hình có từ dấu chấm. Câu 2, đánh dấu tích trước dấu câu cần điền vào ô trống trong câu văn sau. Những bông hoa đào nở đẹp quá. Đáp án thứ nhất, dấu chấm. Đáp án thứ hai, dấu chấm than. Đáp án thứ ba, dấu chấm hỏi. Và đáp án thứ tư, dấu phẩy. Với câu hỏi số 2, trong câu văn những bông hoa đào nở đẹp quá, đây là một câu bộc lộ cảm xúc. Với từ bộc lộ cảm xúc là từ quá. Như vậy thì ở cuối câu này chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu. Vậy các em sẽ đánh dấu tích vào ô trống trong đáp án dấu chấm than. Câu 3, em hãy điền dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau. Ý A, các bạn chơi đá bóng, đá cầu, nhảy dây dưới sân trường. Trong ý A này thì kem sẽ cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách các từ cùng giữ chức vụ trong câu. Đó là cùng là từ chỉ hoạt động, bao gồm có từ đá bóng, đá cầu, nhảy dây. Vậy kem sẽ sử dụng dấu phẩy để điền vào giữa các từ này. Câu thứ 2, Nam, Bắc là hai bạn học sinh giỏi nhất lớp. Trong câu này các em sẽ thấy có từ Nam và từ Bắc là hai từ chỉ người và cùng chỉ sự vật. Vậy các em sẽ cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách. Và đáp án C, bộ lông của chú gà con vàng óng mềm mượt. Trong câu này các em sẽ thấy có hai từ là vàng óng và mềm mượt, cùng là từ chỉ đặc điểm. Chính vì vậy mà các em cũng sẽ cần phải sử dụng dấu phẩy để ngăn cách. Tiếp theo các em quan sát câu hỏi số 4. Em hãy nối câu văn có dấu câu đúng với tác dụng của dấu câu đó. Câu thứ nhất, ngoài trời có mưa không? Trong câu này các em thấy cuối câu có sử dụng dấu chấm hỏi. Đây là một dấu câu dùng để kết thúc câu hỏi. Vậy các em sẽ nối câu thứ nhất với tác dụng của dấu chấm hỏi là kết thúc câu hỏi. Câu thứ hai, cánh diều bay cao vút. Các em thấy có dấu chấm ở cuối câu. Đây là một câu kể và dấu chấm đang sử dụng với tác dụng để kết thúc câu kể. Vậy các em sẽ nối câu này với tác dụng là kết thúc câu kể. Câu thứ ba, bầu trời mùa thu đẹp quá. Đây là một câu kết thúc bằng dấu chấm than để bộc lộ cảm xúc, với từ bộc lộ cảm xúc là từ quá. Vậy các em sẽ nối câu thứ ba với tác dụng là bộc lộ cảm xúc. Và câu thứ tư, dòng sông quanh co uốn lượn. Trong câu này các em thấy có dấu phẩy được sử dụng để ngăn cách giữa hai từ cùng chỉ đặc điểm là quanh co và uốn lượn. Như vậy thì các em sẽ nối câu này với đặc điểm tác dụng đó là ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. Tiếp theo các em quan sát câu hỏi số 5. Hãy điền chữ đờ trước câu văn sử dụng đúng dấu câu. Điền chữ sờ trước câu văn sử dụng sai dấu câu. Câu thứ nhất, mẹ đi chợ về mua nhiều đồ quá. Đây là một câu bộc lộ cảm xúc. Bộc lộ về cảm xúc là bạn nhỏ thấy mẹ đi chợ về mua rất nhiều đồ, qua từ bộc lộ cảm xúc là từ quá. Như vậy thì cuối câu này chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm hỏi mà sẽ sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu. Vậy thì đây là một câu dùng sai dấu câu. Các em sẽ viết chữ sờ trước câu văn dùng sai dấu câu này. Câu thứ hai, mẹ đi làm về có mệt không ạ? Đây là một câu hỏi với từ hỏi là không ạ. Vậy thì cuối câu hỏi sử dụng dấu chấm hỏi là sử dụng đúng dấu câu. Câu thứ ba, con hứa sẽ cố gắng chăm chỉ học tập. Trong câu này có sử dụng các dấu câu là dấu phẩy, dấu chấm. Dấu phẩy để ngăn cách các từ cùng chỉ đặc điểm trong câu, còn dấu chấm để
Kết thúc câu kể, như vậy câu này đã sử dụng đúng dấu câu. Còn câu cuối cùng, con sẽ làm thật nhiều việc tốt. Đây là một câu kể về một sự việc, như vậy thì chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm than để kết thúc câu mà sẽ sử dụng dấu chấm. Vậy thì đây là một câu đã sử dụng sai dấu câu. Tiếp theo câu 6. Em hãy đánh dấu X vào dấu câu thay thế cho dấu câu bị dùng sai trong câu văn dưới đây. Mẹ mua cho em sách, chấm hỏi, vở, chấm hỏi, bút, chấm hỏi, thước kẻ, chấm. Đáp án thứ nhất dấu chấm. Đáp án thứ hai dấu chấm than. Và đáp án thứ ba là dấu phẩy. Trong trường hợp này, Kem thấy có dấu câu bị dùng sai, đó chính là dấu chấm hỏi. Khi ngăn cách các từ cùng chỉ sự vật trong câu là từ sách, vở, bút, thước kẻ thì chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm hỏi mà sẽ cần sử dụng dấu phẩy để ngăn cách. Vậy Kem sẽ đánh dấu X vào ô trống ở đáp án dấu phẩy để thay thế cho dấu câu bị dùng sai. Câu 7. Hãy đặt một câu hỏi về bức tranh sau và viết câu trả lời cho câu hỏi đó. Với câu hỏi số 7 này thì các em sẽ quan sát một bức tranh phía bên trái của vở bài tập. Trong bức tranh thì có một bạn nhỏ đang có hoạt động là gói bánh chưng. Vậy trước tiên là chúng ta sẽ có câu hỏi để hỏi về hoạt động của bạn. Đó là cậu bé đang làm gì? Và với một câu trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ sử dụng tương ứng với nội dung ở trong bức tranh. Đó là đáp án cho câu hỏi là cậu bé đang gói bánh chưng. Tiếp theo, Kem quan sát câu hỏi số 8. Em hãy điền dấu câu thích hợp vào bông hoa trong đoạn văn sau. Em và các bạn trong lớp thường ra sân trường chơi. Chúng em chơi nhảy dây, đá cầu và đuổi bắt. Trông ai cũng vui vẻ vô cùng. Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Sân trường bỗng trở nên rộng rãi, yên tĩnh trở lại. Đoạn văn theo tác giả Linh Anh. Với câu hỏi số 8 thì Kem sẽ điền các dấu câu phù hợp ở trong đoạn văn như sau. Câu đầu tiên, em và các bạn trong lớp thường ra sân trường chơi. Đây là một câu kể, như vậy thì cuối câu kể Kem sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu. Câu thứ hai, chúng em chơi nhảy dây, đá cầu và đuổi bắt. Trong câu này Kem sẽ sử dụng dấu để ngăn cách giữa từ nhảy dây và từ đá cầu là từ cùng chỉ hoạt động trong câu thì Kem sẽ sử dụng dấu phẩy. Câu thứ ba, trông ai cũng vui vẻ vô cùng. Đây là một câu kể nên Kem sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu. Câu thứ tư, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Câu thứ năm, sân trường bỗng trở nên rộng rãi, yên tĩnh trở lại. Trong câu này thì Kem sẽ thấy có từ rộng rãi và từ yên tĩnh là hai từ cùng chỉ đặc điểm trong câu nên Kem sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa hai từ này. Tiếp theo Kem quan sát câu 9. Em hãy viết tiếp câu văn sao cho phù hợp với dấu câu cho sẵn. Với câu số 9 thì các em sẽ quan sát các ý A, B và C, trong đó đã có sẵn các từ ngữ cũng như các dấu câu ở cuối câu. Ví dụ, dấu chấm than ở cuối câu thì đây là một câu bộc lộ cảm xúc. Dấu chấm ở cuối câu thì đây là một câu kể. Còn dấu chấm hỏi ở cuối câu thì đây là một câu hỏi. Ở ý A, quê hương em... Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ thêm cụm từ phù hợp để được một câu bộc lộ cảm xúc, đó là từ tươi đẹp biết bao. Và chúng ta sẽ có từ bộc lộ cảm xúc là từ biết bao. Tiếp theo ở ý B, để được một câu kể, chúng ta có từ con thuyền. Vậy cô sẽ thêm cụm từ phù hợp, đó là đang trôi trên sông. Còn ý C, với câu hỏi và chúng ta có các từ cho sẵn là mẹ ơi, quê hương, thì cô sẽ thêm cụm từ phù hợp là gì hả mẹ. Thì chúng ta sẽ có từ hỏi là từ là gì để phù hợp với câu hỏi. Tiếp theo các em quan sát câu số 10. Sử dụng dấu chấm hỏi và dấu chấm than để viết lại các câu văn sau. Câu A, hôm nay là ngày thứ 2. Các em sẽ viết lại một câu có sử dụng dấu hỏi. Vậy thì trong câu A, hôm nay là ngày thứ 2. Đây là một câu kể. Vậy khi chuyển thành câu hỏi thì cô sẽ thêm từ hỏi là từ phải không và cô sẽ có câu hỏi, đó là hôm nay là ngày thứ 2 phải không. Tiếp theo với câu B, Lan vẽ bức tranh này rất đẹp. Đây là một câu kể và các em sẽ viết lại một câu sử dụng dấu chấm than. Vậy thì cô sẽ viết lại một câu có sử dụng dấu chấm than là một câu bộc lộ cảm xúc và cô sẽ có câu văn, đó là bức tranh này Lan vẽ đẹp quá. Trong câu này sẽ có từ bộc lộ cảm xúc là từ quá. Câu C, Hùng là bạn thân của em.
Kem sẽ viết lại một câu sử dụng dấu chấm hỏi. Vậy thì cô sẽ viết lại một câu hỏi và cô sẽ thêm từ hỏi vào câu này là từ đúng không? Sau đó cô sẽ có câu hỏi đó là Hùng là bạn thân của em đúng không? Ý C, em rất thích chơi đá cầu. Kem sẽ viết lại thành một câu sử dụng dấu chấm than. Vậy thì với câu này cô sẽ thêm từ bộc lộ cảm xúc là từ lắm và dấu chấm than ở cuối câu thì cô sẽ được câu sử dụng dấu chấm than, đó là câu em thích chơi đá cầu lắm. Tiếp theo Kem quan sát câu 11. Hãy sắp xếp và viết lại các từ ngữ sau rồi thêm dấu câu thích hợp để tạo thành một câu văn hoàn chỉnh. Kem quan sát các từ mơn mởn, xanh, mầm non, những. Với câu này thì cô sẽ sắp xếp các từ ngữ như sau. Từ những sẽ ở vị trí số 1 bởi vì có chữ đầu tiên, các em thấy có viết hoa như vậy sẽ đứng ở đầu câu. Từ mầm non ở vị trí số 2, từ xanh ở vị trí số 3 và từ mơn mởn ở vị trí số 4. Vậy sau khi sắp xếp các từ ngữ cô sẽ có câu văn đó là những mầm non xanh mơn mởn và cô sẽ thêm dấu chấm ở cuối câu bởi vì đây là một câu kể. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang câu 12. Em hãy nối câu văn với dấu câu phù hợp. Câu đầu tiên, trời mưa to quá. Đây là một câu bộc lộ cảm xúc với từ bộc lộ cảm xúc là từ quá. Khi thấy trời mưa rất to, vậy cuối câu bộc lộ cảm xúc thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm than. Vậy các em sẽ nối câu văn này với dấu câu phù hợp, đó chính là dấu chấm than. Câu thứ hai, mai mẹ về sớm không ạ? Đây là một câu hỏi với từ hỏi là từ không. Vậy thì cuối câu hỏi các em sẽ sử dụng dấu chấm hỏi để kết thúc câu. Các em sẽ nối câu này với dấu hỏi. Câu số 3. A, trời nắng rồi. Đây là một câu bộc lộ cảm xúc khi thấy trời đã nắng. Với từ bộc lộ cảm xúc là từ A. Vậy các em sẽ nối câu này với dấu chấm than. Câu số 4. Chú chim bay nhanh thật đấy. Đây là một câu bộc lộ cảm xúc khi thấy chú chim rất bay nhanh với từ thật. Vậy cuối câu bộc lộ cảm xúc thì các em sẽ sử dụng dấu chấm than. Câu tiếp theo, bầu trời trong xanh quá. Đây cũng là một câu bộc lộ cảm xúc với từ bộc lộ cảm xúc là từ quá. Vậy các em sẽ nối câu văn này với dấu chấm than. Và câu cuối cùng, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Đây là câu hỏi với từ hỏi là từ mấy. Vậy thì cuối câu hỏi này các em sẽ sử dụng dấu chấm hỏi và các em sẽ nối với dấu chấm hỏi. Tiếp theo, các em quan sát câu 13. Em hãy đặt dấu câu phù hợp vào cuối mỗi câu sau. Ý A, bài tập này khó quá. Đây là một câu bộc lộ cảm xúc khi có một bài tập rất khó với từ bộc lộ cảm xúc là từ quá. Vậy cuối câu bộc lộ cảm xúc em sẽ sử dụng dấu chấm than. Câu B, cậu làm bài tập về nhà chưa? Đây là một câu hỏi với từ hỏi là từ chưa. Vậy cuối câu hỏi em sẽ sử dụng dấu chấm hỏi để kết thúc câu. Câu C, em được 10 điểm môn toán. Đây là một câu kể, kể về một sự việc, cho nên cuối câu kể các em sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu. Và cuối cùng, câu D, bố, mẹ là những người yêu thương em nhất. Đây cũng là một câu kể, cho nên cuối câu kể thì các em cũng sử dụng dấu chấm để kết thúc câu. Tiếp theo các em quan sát câu 14. Em hãy đánh dấu tích vào câu văn sử dụng đúng dấu chấm than. Câu đầu tiên, chị ong mật chăm chỉ thật đấy. Đây là một câu bộc lộ cảm xúc với từ bộc lộ cảm xúc là từ thật. Vậy cuối câu bộc lộ cảm xúc sử dụng dấu chấm than là sử dụng đúng dấu câu. Các em sẽ đánh dấu tích vào câu thứ nhất đã sử dụng đúng dấu chấm than. Câu số 2, chú chim sẻ hót vang khắp khu rừng. Đây là một câu kể, kể về một sự việc. Vậy cuối câu kể chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm than mà sẽ sử dụng dấu chấm. Vậy thì câu này sử dụng sai dấu chấm than và các em sẽ không đánh dấu tích vào ô trống. Câu số 3, quê hương mình đẹp quá. Đây là một câu bộc lộ cảm xúc với từ quá. Vậy thì đã sử dụng đúng dấu chấm than. Các em đánh dấu tích vào ô trống của câu này. Và câu cuối cùng, Lan đang làm gì đây? Đây là một câu hỏi với từ hỏi là từ gì. Vậy cuối câu hỏi thì chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm than mà sẽ sử dụng dấu chấm hỏi. Vậy thì câu này đã sử dụng sai dấu câu. Như vậy thì các em sẽ đánh dấu tích vào ô trống trước câu số 1 và câu số 3 là câu văn sử dụng đúng dấu chấm than. Câu 15, em hãy tìm các dấu câu có trong ô chữ dưới đây và viết lại. Với câu 15 thì các em sẽ quan sát một ô chữ ở phía bên tay phải vừa bài tập. Trong đó thì sẽ có các từ ngữ nói về các dấu câu.
Các em sẽ tìm các từ ngữ đó và viết lại vào ô trống ở phía bên tay trái vở bài tập. Từ đầu tiên các em quan sát thấy đó là từ chấm hỏi. Vậy các em sẽ viết từ này sang ô trống ở phía bên cạnh. Từ thứ hai nói về dấu phẩy. Và từ thứ ba đó là dấu chấm. Đây là những dấu câu có ở trong ô chữ. Các em sẽ viết lại vào ô trống ở trong vở bài tập của câu 15 các em nhé. Câu 16. Em hãy khoanh tròn vào dấu câu sử dụng sai trong đoạn văn sau. Đôi cánh của chú mới đẹp làm sao? Đôi cánh ấy to, mỏng và rực rỡ những hoa văn xinh đẹp. Cái đầu chú nho nhỏ, thân mình thon dài, thuần một màu đen. Hai cái râu của chú luôn lắc lư theo mỗi chuyển động. Hằng ngày chú đi kiếm hoa, hút mật với ong. Đoạn văn trích trong bài Thế giới quanh ta của tác giả Thu Giang. Với câu 16 thì các em sẽ quan sát có những dấu câu sử dụng sai như sau. Câu đầu tiên, đôi cánh của chú mới đẹp làm sao? Đây là một câu kể cho nên cuối câu kể chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm hỏi mà sẽ sử dụng dấu chấm. Vậy các em sẽ khoanh tròn vào dấu chấm hỏi này sử dụng sai. Câu tiếp theo, đôi cánh ấy to, mỏng và rực rỡ những hoa văn xinh đẹp. Chấm, câu này không có dấu câu sử dụng sai. Câu tiếp theo, cái đầu chú nho nhỏ, phẩy, thân mình thon dài, chấm, thuần một màu đen. Trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy có dấu chấm sử dụng sai. Để ngăn cách giữa từ thân mình thon dài và thuần một màu đen để chỉ đặc điểm của đầu chú bướm thì chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm mà sẽ sử dụng dấu phẩy. Câu tiếp theo, hai cái râu của chú luôn lắc lư theo mỗi chuyển động. Đây là một câu kể cho nên cuối câu kể chúng ta sẽ không sử dụng dấu chấm than mà sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu. Hằng ngày, phẩy, chú đi kiếm hoa, phẩy, hút mật với ong, chấm. Câu này thì không có dấu câu sử dụng sai. Như vậy trong đoạn văn thì sẽ có 3 dấu câu sử dụng sai. Đó là dấu chấm hỏi, dấu chấm và dấu chấm than. Các em sẽ khoanh tròn vào những dấu câu này. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các bài tập về dấu câu trong cuốn Luyện từ và câu lớp 2. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong bộ túi chọn bộ tiếng Việt lớp 2 theo chương trình sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.